Thưa quý vị, tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng đội tỉnh vừa tổ chức chương trình Biết ơn thầy cô khơi nguồn mơ ước năm 2023 và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ 5 năm 2023. Tham dự chương trình có ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng 300 giáo viên tổng phụ trách đội các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình Biết ơn thầy cô khơi nguồn mơ ước năm 2023, đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi tài năng với chủ đề Biết ơn thầy cô khơi nguồn mơ ước. Phát động từ ngày 1 tháng 11 tới ngày 20 tháng 11 năm 2023, ban tổ chức đã nhận được hơn 200 clip dự thi đến từ 80 liên đội các trường học trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức đã chọn 27 clip dự thi xuất sắc vào vòng chung kết. Kết quả đã có 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 12 giải khuyến khích được trao. Nhân dịp này, tỉnh đoàn cũng tuyên dương 10 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là những nhà giáo có thành tích nổi bật trong giảng dạy và trong công tác, đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. 63 học sinh sinh viên cũng được nhận học bổng cùng em đến trường do tỉnh đoàn trao tặng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.